ha, chúng cậu rồi nhé, mai ngố. Cậu cứ chờ đó, xem này. Cậu đừng bắn vào cột đèn điện, cẩn thận không bị giật điện là nguy hiểm đấy. Làm gì có, cậu nhầm rồi, nước không dẫn điện đâu. Cậu nhầm thì có, nước có dẫn điện đấy. Cậu không biết thôi. Không, tớ đọc trong sách là nước không dẫn điện mà. Không thể nào, nước chắc chắn có dẫn điện. Nước không dẫn điện. Nước có dẫn điện. Hai đứa lại cãi nhau to tiếng vậy. Mai Ngô bắn súng nước vào cột đèn điện. Cháu ngăn lại bảo là nguy hiểm lắm vì nước có thể dẫn điện. Mai Ngô lại cứ cãi bảo là nước không thể dẫn điện. Bác phải đi cho bù dù là nước không dẫn điện được đi. Bác hiểu rồi, hai đứa cãi nhau vì vậy ư? Thật ra cả hai cháu đều có ý đúng. Là sao ạ? Hiện nay nước được phân chia làm hai loại, một là nước tinh khiết, hay còn được gọi là nước cất. Nước tinh khiết có được khi nước sôi và hơi nước ngưng tụ. Nước tinh khiết không có khoáng chất và tạp chất. Thế là tớ đúng rồi nhé. Không phải, bác còn chưa nói hết. Loại nước thứ hai là nước thường. Loại nước này chính là nước sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, hoặc nước mưa, nước biển. Loại nước này luôn chứa khoáng chất, hóa chất và các chất hòa tan như canxi, magie, sắt, natri. Đa phần những nguồn nước mà ta tiếp xúc hàng ngày không được trưng cất hoàn toàn, chứa nhiều tạp chất. Những chất này được tích điện nên khi di chuyển qua nước, điện có thể chảy qua chất lỏng. Cháu hiểu rồi. Vậy là bản thân nước không dẫn điện mà là các tạp chất có trong nước dẫn điện đúng không ạ? Đúng vậy, nước tinh khiết là một chất cách điện. Tuy nhiên sẽ rất khó có thể tìm thấy nước tinh khiết trong tự nhiên. Chính vì vậy các cháu phải cực kỳ cẩn trọng, không tiếp xúc với các nguồn điện khi người bị ướt, mà cũng đừng làm ướt các vật dẫn điện. Đặc biệt lưu ý khi trời có mưa, đi gần các cột điện, nếu có dây điện bị hở thì sẽ rất nguy hiểm. Mai Ngố bù xù nhắc nhở cháu như vậy là chính xác. Vâng ạ, tớ xin lỗi vì vừa nãy đã to tiếng với cậu. Cậu không sao là tốt rồi, chúng mình chơi cẩn thận hơn nhé.